Làm với chiến đấu của mình và clip hôm nay mình sẽ làm về một cái cận chiến. Mình không biết là con gì luôn anh em ơi. Nhìn rất giống là chó ấy, nhưng mà nó lại có sừng anh em ạ. Chắc con chó này nó bị cắm sừng hơi nhiều. Hẳn hai cái sừng siêu to khổng lồ trên đầu mà. Tá chạy 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 chạy. Một em hàng chó không ra chó, trâu không ra trâu. Nếu mà nhìn nó cũng cute anh em ạ. Để em vào test luôn. Chơi không bạn? À, mánh chó. Úi trời ơi, vãi nồi mất luôn cái giáp ạ. Thôi xong rồi. Úi rồi, úi rồi, chức năng đặc biệt của nó cũng gọi là màu mè lè loẹt lắm anh em ơi. Ăn này, húc này, húc này, ngon ngon. Được, liếm được cái cận chiến ngon lành cành đào ngay anh em ơi. Thôi anh TV mất quỷ chơi mình nhá, em đi kiếm mấy bạn zombie non đây. Sao mình nhìn cái con bét cận chiến này thì nó cứ đần đần thế nào nhỉ anh em nhỉ? Nhìn nó không có một chút quy lực gì hết. Ôi, thôi, 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 đừng nhìn em say đắm cho buồng tắm như vậy. Rất nhiều anh em zombie đang nhìn mình anh em ơi. May là mình cầm em hàng gọi là DDM4, cái vũ khí bá đạo nhất hiện tại dòng SMG đấy. Cơ động thôi. Đó. Chị tá này đây rồi, những con hàng, những con hàng. Ui, ui ơi. Ui, đam to vãi lì 330% anh em ơi. Một phát vào đầu là cũng thốn tới rốn rồi đấy. Chơi không? Chơi đi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Ây, anh nhảy lì quá anh em ơi. Một vết 10 vai cả trưởng cái gì đây? Chưa liếm được cái cận chiến nào một vết 10 ạ. Cái ông này ông rém mình hay sao anh em? Mình có làm cái gì đâu. Chưa gì đã lùi rồi, còn chưa nhấp nháy gì nữa cơ. Đây đây em hàng rồi. Ok. Ôi ôi. Ảo ma Lazada thật đấy. Master rồi anh em ơi. Master thì quẩy lên. Master thì quẩy lên. 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 Úi trời ơi phê. Rồi tiếp tục anh em ơi. Lúc đấy chưa kịp test một cái cận chiến nào hết. Anh Tơ nhìn hơi kinh nha. Anh Tơ là nhìn hơi kinh nha. Nhìn cái kiểu nhảy tango này của anh ấy là hơi bị kinh đấy, hơi bị kinh đấy. Em né anh mới ra thôi chứ không. Mày quay không nhìn mình. Mình qua mình liếm cái thằng AFK này anh em ơi. Ok, hàng 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 hàng. Hàng ơi. Hàng ơi. Hàng hàng hàng. Đỡ làm sao được, chó lay bò này đúng không? Hay quá anh Tơ không nhìn mình. Ôi dồi tôi cái gì đây? Anh Tơ, em vừa nói xong anh qua anh nhìn em say đắm thế nhở. Anh Tơ này nguy hiểm quá anh em ơi, mình té té anh Tơ này ra. Ôi trời, sinh đây luôn. Ê, nghe 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 nghe. Hít. Hít này, hít này, hít này. Ngon. Chơi không bạn, chơi không bạn. Ngon thế nhờ, được đấy nhờ, được 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 được. Nếm phải cái cận chiến ngon quá anh em ơi. Rồi, đấy các em hàng cận chiến chó này đến giờ cũng đi liếm được vài bạn zombie non rồi đấy. Cũng là thơm thịt rồi đấy. Mánh chó. Chó. Bò. Úi giời ơi, đừng bệnh rất nhiều gọi là chém hụt. Ôi, chị Thái ơi, em không nhìn thấy cái gì hết, không nhìn được một cái gì hết. Chị có thể bớt tàn hình đi được không? Đi luôn chị Thái. Giả vờ AFK anh em ạ, giả vờ đấy, giả vờ đấy, giả vờ đấy, nguy hiểm lắm. Anh định giả dê ăn thịt hổ này. Léo. Ôi ôi. Ôi. Mình nhấn nhầm nút E thành nút D kìa. Thật vãi trưởng. Có 2-3 ngày không chơi game thôi. Đi luôn. Uầy, tính ra dòng cận chiến này là cái dòng cận chiến best ấy. Bây giờ anh em để ý là chế độ AI nào cũng có một cái cận chiến best ấy. Hiệu ứng thì cũng khá là đẹp. Anh em thấy hiệu ứng không? Chém như VIP vậy. Nhưng mỗi tôi không có quyền lợi gì thôi. Anh em vào trong chế độ AI thì nó có những tính năng rất là đặc biệt nhá. Đấy, con chó này cũng được đấy. Bộ lần này ở trong chế độ AI nhiều vũ khí cận chiến lắm, toàn lớp bầu gôn thôi. Làm zombie rồi. Ngon.
Ngon, ngon, lấy được ba mẹ anh em ơi, tuyệt vời. Ngon, đấy. Cao, ơ, hang về. Cao thủ nó không bằng tranh thủ được. Hỏi hách não hụ hụt rồi. Ông này định bệnh đường dễ, ông không đi, ông đi đường cái đường nó khó thế thì nhỉ. Không đỡ được. Em xin, em xin. Ôi không xin được ấy. Đông ngay này sao được xin. Ồ vẫn vét được ạ. Vãi trưởng. Lưỡi mình hơi dài. Ôi vẫn vét được. Ảo thật. Ôi bây giờ không làm mấy cái clip gọi là solo cận chiến được như xưa anh em nhỉ. Bây giờ anh em zombie chơi tỉnh vãi đổi ra mình cứ mất cận chiến ra cái là mấy em lùi ạ. Mấy ông nào giúp nháy thì lùi ngay, còn mấy ông nào không giúp nháy là quay lại vã thấy mở ngang mình luôn. Đấy. Hàng đấy rồi. Bé vì đứng lại. Vâng, chó đã ngửi thấy mùi. Ui mùi này xa quá, không liếm được anh em ơi. Con vịt này không thơm, con vịt này không thơm. Ô, hàng đây trong nhà này ngon đấy, đông dai đấy. Cạp. Ôi ôi ôi. Ê, sao có gì ta cấp 2 đây này. À vịt à vịt à vịt à, ôi dồi ôi hẹ. Ê vịt vừa lấy mình cái giáp ấy vịt ơi. Quá nguy hiểm nha. Vịt. Ôi ôi. Vịt hóa thiên nga. Vịt hóa thằng lùn. Vịt hóa thằng lùn. Mất giáp rồi. Đổi thông hai mộ luôn. Đấy hai bạn lúc đấy xong kiếm hợp bích thông mình. Đấy bây giờ mình thông lại cho. Sướng nhá. Được cả đôi. Cái cận chiến này mình thấy móc ra là hơi lâu nhá. Móc ra mình sờ farm lát cái phía chuột phải mãi nó mới bắn. Tại vì mấy cái cây này thì không đòi hỏi quá nhiều được anh em. Hàng free mà. Nhưng mà mình thấy cái cây này nó nhanh hơn tất cả các cái cây dòng cận chiến best free ấy. Chém nhanh vãi nổi. Úi dồi. Úi dồi em xin. Em mất giáp rồi. Đi kiếm vài cái cận chiến đi nhỉ. Mất giáp rồi làm gì đâu. Giờ áp sát bạn zombie bạn chém vào nhấc người. Chơi không bạn ơi. Chơi không nghiện còn ngại cái gì đúng không. Chó người mùi, chó người mùi, chó người mùi. Đâu rồi. Ôi nó ở trên đấy à. Rồi hết thời gian rồi. Trận này cũng liếm được khá khá cận chiến đấy. Với tôi không liếm được cận chiến nào bằng con chó cả. Liếm xương xương được một bạn áp cá thì không đủ phê anh em ạ. Cầu mong trận này sẽ gọi là có cái giáp để có thể đi quẩy được. Không một không bị mất giáp ngu nữa. Chỉ cần cái cận chiến con chó là mất giáp ngu thì mệnh. Sự tự tin của mình xuống gọi là chỉ còn 5% thôi. Không thể nào tự tin khoe cá tính được. Cái này chém đám to. Ôi anh Tơ ơi, đừng nhìn em say đắm như vậy. Anh Tơ ao luôn rồi, hay quá. Mất anh Tơ rồi. Đi đá, trời ơi. Mình đã thấy một bạn zombie non trên kia rồi. Cơ hội, chó người mùi, chó người mùi. Thơm quá, mùi thơm quá. Hàng, hàng, ui ôi, ui ôi, đánh được. Ôi ôi. Vâng. Chó húc nó phải gọi là gãy cả sừng mới chết con zombie non. Chị tá cấp cuối kìa, nhìn sợ chưa. Cảm ơn chị tá cấp cuối có thể làm một cái gì đó rất là ngu. Nát cái phòng này để em liếm với bạn zombie non. Đây. Chó đánh hơi thành công nhá. Úi dồi ai gọi. Ê con này hình như có mặt nạ đúng không. Sao lại có mặt nạ đấy này. Ôi chị tá chạy thôi. Nguy hiểm lắm. Chị tá cấp cuối kia thì ai chơi được nữa. Ôi sao tập trung hết đây vậy. Oh, hóa ra mấy bạn chơi kiểu 3 đánh 1 à. Bóng. Rồi, cái thằng mặt nạ đâu rồi. Oh, mặt nạ kìa, đứng lại. Chó nó ngửi mùi thành công. Đánh hơi. Hello. Ủa đâu rồi. Đây, chó đánh hơi thành công. Chó đánh hơi thành công là không có cơ hội chạy đâu nhá.
Ôi vỡ mồm luôn kìa. Ôi mất giáp rồi kìa. Ô oh! Tí cút. Nào highlight của ta đây rồi. Ôi ôi ôi, địch phải giam sau à. Cái gì đây? Pháo bông nè. Ê, né vừa nát ngay. Không biết anh em muốn mình làm cái cây này trong chế độ cận chiến không? Trước mình cứ thấy mấy thanh niên chơi trong chế độ cận chiến là nó phế vãi nổi. Mình toàn đè đầu mấy anh em cầm cái cây vũ khí cận chiến này ra mình chém đầu tiên không? Ơi ơi ơi. Ồ, oh, nát rom rồi, hay lắm. Đúng rồi, mình móc lốp này. Móc lốp này. Móc lốp địch bệnh đấm không lên đầm. Yêu vãi cả trường. Nhìn, nhìn, nhìn. Cái gì đây? Đừng bỏ lóc nhau. Ơ, sao bạn lại tỉnh thế nhở? Tớ yếu rồi, tớ yếu rồi. Để tớ lại nhá anh em ơi, để tớ lại, để tớ lại. Cần lắm anh tớ lại. Nè, chạy hộ. Ơ, sao cây này nhiều lúc bắn mấy bạn zombie mất giáp rồi đam rất là to chứ. Ôi, trên đầu có thằng A nhấp nháy kìa. Ngon thế nhở. Lên liếm không anh em? Ôi, cái gì đây sao đông này? Tờ nó có bọc cất. Ơ, sao anh Tơ nhìn em? Em xin anh Tơ luôn. Ôi trời 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 trời. Ôi ôi. Ok, clip mình đến đây thôi nha. Bye bye mọi người.